cái những cái gì đây các bạn, đố các bạn biết cái những cái gì đây. Cảnh trong nước các bạn nha, các bạn xem đây, có nhánh phong lan này. Có cá ở trong hố này các bạn. Đấy, cá nhỏ nhỏ nhỏ. Các bạn biết cái này cái gì không ta? Đúng cái khế. Quá quen thuộc. Nhiều con rắn hổ vô đây các bạn. Kỳ quá, đầy núi mà có rắn hổ luôn nhỉ. Chạy vô trong nước luôn rồi. Hùng lắm nè. Rắn hổ chúa này. Anh đang mò tìm con rắn đâu bạn nha, rắn hổ đó. Thấy ghê quá. Biến rồi, chạy xuống dưới kia rồi. Con rắn hổ to lắm các bạn, đụng nó là con rắn hổ rừng biết rồi, nó nguy hiểm. Chạy đã mất tiêu rồi, chạy xuống dưới kia rồi. Để coi mình đi núi đây kiếm trái cây rừng các bạn nha. Đây dầu rừng các bạn nha. Đây nè, cả mớ luôn hả? Nguồn trái từ trên. Được. Chu cho. Đây là dầu rừng các bạn nha. Thưởng thức trái thử. Từ. Đó các bạn xem. Cái dâu rừng nha, trái sát mặt đất luôn nè. Cũng gần chín rồi. Cỡ mấy bữa này chín. Đó, có khi nè. Nó cao kìa. Nó còn mới luôn. Cá nhiều ghê đó. Đó. Rừng nguyên sinh, khu vực cây cối còn y, nên khu vực hoàn cảnh khó khăn, khu vực vùng xa xôi,
cây cối còn nguyên. Ôi, mình hành trình đi núi. Bây giờ chưa ăn trưa. Kiếm gì món ăn trên rừng núi cho các bạn nha. Các bạn xem cái cây cổ thụ nè. Nó to chưa? Cỡ phút bên kia. Cây cổ thụ các bạn nha. Cây trò đó các bạn nha. To lắm. Quay xa quá nè. Đó. Đi đường sáng mệt quá các bạn xem bên kia có cái sen đá này. Đó, một cái sen đá đó các bạn ơi. Rồi buổi sáng chói quá. Cây cối rậm rạp. Bạn em chúng tôi đi hành trình đi núi. Thằng em trước cổng cả ba lô. Cái hố ở trên núi các bạn nha. Lạnh ngắt luôn rồi. Nước thì trong veo luôn nè. Cá trong này nhiều. Ô nó đã mát ghê đó. Nên đá này mà hơi trơn quá các bạn nha. Đây mình quay sen này nè. Xem cái sen đá này. Nước mát lạnh. Nước trẻ lạnh gọi là nước thiên nhiên các bạn nha. Mát lắm. Mà hơi trơn các bạn nha. Trơn quá. Ui chà. Cái dòng hố suối ở trên núi nè. Mát quá các bạn ơi. Các bạn xem nè. Giọt nữa. Nó mát. Thèm cái quần kia. Trời đi tới chỗ nào đây đuối rồi đó. Cũng hơi mệt nên em ngồi nghỉ xí đây. Cái là mát mẻ quá. Cái hàng còn gì đó. Cái hàng cái bùi này. Bùi sâu này. Rót thêm bình nước nữa. Oh.
còn là cây nguyên sinh không. Rừng nguyên sinh. Cây này là cây chi ta? Là nón á. Trong con trúng bằng rắn lục các bạn nha. Nữa này. Rắn lục này. Bạn xem. Mình rắn các bạn, rắn lục các bạn nha. Đừng quá. Rồi đây xong rồi. Vậy là bắt mèo mỏ. Chốc các bạn nha. Chốc đứng sừng sừng. Nhập con rắn lục hồi nãy. Ghê quá. Sáng tới giờ cần buổi rồi. Đi hết con chóc này chắc cũng 15 20 phút. Mình quay một đoạn thôi. Mỏi chân. Wow. Trên trên đỉnh toàn là cây cổ thụ ha. Cây cổ đại ghê đó. Đây các bạn, cho các bạn xem cái cây trái dầu sẹt này các bạn nha. Đó, thuốc tinh cao, trái nhỏ. Mà nó thơm. Thơm lắm, nhưng mà hái thì cũng bể ra hết. Đây cho các bạn xem trái dầu rừng nè. Đó, nhiều lắm đó. Đó, bây giờ các bạn xem nè. Gần chín rồi đó. Đấy, nhiều giờ. Thuốc đinh kìa. Quay lại. Ôi dạ. Nhiều quá. Tốt hình như kìa. Thử trái anh. Trái này to anh nè. Cũng ngọt ngọt.
Trái to này nghe ngọt. Wow, nhiều lắm.